Nơi đâu, cho phép gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu đôi cho mình Tổ quốc. Hôm nay là ngày 31 tháng 7. Em xin hân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của hãng Pioler, model của nó là PD7030. Và model này em bán cũng khá là nhiều rồi. Và chất âm hay và giá thành rất là rẻ để các bác sử dụng. Mặt đọc của nó dòng mắt ba trùng tia khá là bền bỉ nhé. Hình thức thì đẹp kem. Nó được sản xuất năm 1986, với giá sườn của nó là 19.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Đấy. Và chiếc đồng này thì sở hữu cái size ngang của nó là 42 cm, là size đặc trưng của Pioler. Chiều cao của nó là 8,9 cm và chiều sâu là 29 cm. Và nó nặng là 4,5 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen. Ở chiếc đồng này là thiết kế rất là sang, toàn bộ chữ màu vàng trên nền đen, và thêm vào đó các phím bấm này nó có cái màu nhũ vàng rất là đẹp. Đấy. Đồng hồ quát hiển thị sáng, dãy số này là màu đỏ nhé. Một chút nữa em sẽ test thì các bác sẽ thấy nó rất là nổi bật. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Pioler rồi, bởi vì Pioler người ta không chung với bất kỳ hãng mắt đọc nào. Đấy, dòng mắt ba trùng tia rất là tốt, bền bỉ và không kén đĩa. Chip giải mã của chiếc đồng này thì dùng con chip giải mã là CXD2152, cho chất âm rất là mộc mạc, dày dặn và đều ba giải. Đấy. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Chiếc đồng này về cái phần mặt tiền của nó là rất là đẹp. Đấy. Em quay chậm để các bác quan sát. Nó đẹp. Đây có một cái vết cấn hơi nhẹ thôi cái này. Đấy. Và chiếc đồng hồ quát này có một cái vết sức mờ mờ. Đấy, còn đã rất là đẹp, đẹp, rất là nhỏ thôi. Quay chậm để các bác xem. Đấy, phần nhũ ở đây rất ấm ánh, mạ vàng đấy rất ấm ánh. Đấy. Phần lắp lưng rất đẹp, nó cũng dẫn xí rất đẹp. Cái mép này thì có trời nhẹ thôi, nó kẻ. Đấy. Bên đây rất là đẹp luôn. Đấy. Còn về phần cạnh trên của nó thì cũng rất là đẹp. Đấy. Nó đẹp. Lắp lưng chỉ có gọi là cái vết sức mờ. Model của nó là PD7030, điện 100V, công suất của nó là 12W và series của nó là GH10252206. Chiếc đồng này thì chỉ có một đường Aloc ra thôi, chân được mạ vàng nhé. Đấy, và một đường nguồn điện cấp ra để cho các bác kết nối với thiết bị ngoài, và phía sau cũng rất là đẹp. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới, máy móc thì là zin nguyên bản. Đấy, mắt đọc đin theo máy luôn. Đấy. Đây chiếc giải mã nằm ở dưới này, thanh tản nhiệt đây, toàn bộ tụ là tụ eo la. Đấy. Rất là mới luôn, sắt xi rất là mới. Đấy, bộ cơ chụp rất là chắc chắn lên mái này. Đấy. Rồi, đây là phần đáy phía dưới. Đây, phía dưới. Rất là mới nhưng mà theo một tháng thì nó cũng có cái ố nhé. Ố không phải mới tinh được. Đấy. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho các bác được thưởng thức. Và chiếc đồng này thì bên em bán với mức giá cực rẻ các nhé, chỉ có 1 triệu đồng thôi nhé. Này, 1 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng các bác test kiểm tra, thứ nhất là đúng sản phẩm. Tại sao em bán hàng em phải đọc rõ sơ đi máy là gì? Các bác nhận hàng phải kiểm tra đúng cái máy đó và cái sơ đi đó là cái nhất. Cái thứ hai là chất lượng sản phẩm đúng với cam kết và video em đã gửi. Còn không may trong quá trình vận chuyển nó có sự cố thì các bác giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi hàng tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác tùy tiêu ý của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì em không bảo hành, nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu sản phẩm bị lỗi mà không có tự sửa. Tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Đã là thiết bị bãi và đã qua sử dụng thì nó đã hết niên hạn rồi, rất là nhiều năm rồi các bác. Và nó là đồ điện tử cho nên chúng ta trong quá trình sử dụng ấy
thì có thiết bị rất là bền, nhưng có thiết bị nó ra sự cố thì mong bác thông cảm và hư đến đâu thì mình sửa đến đó. Và bên em thì hỗ trợ sửa chữa cho khách hàng của bên em. Đấy. Còn bên em thì không hỗ trợ sửa chữa cho bất cứ sản phẩm nào không phải của bên em bán ra. Đấy. Bên em để dành riêng cho khách hàng của bên em thôi. Đấy. Và xin thiệu ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907-223-269 để đến tiêu đề của video. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn với em để tiện trao đổi. Đầu thì không kén đĩa rồi, đầu tốt đĩa nòng xanh là đĩa sao chép, là đĩa nòng vàng cũng như đĩa nòng trắng. Em test đĩa sao chép đây nhé, để bắt được thưởng thức nòng xanh. Rồi, đã nhận đĩa. Đấy, nó hiện báo bài màu đỏ nhỉ, khá là đẹp. À, các bác đeo tay full mà, để em thưởng thức nhé. Mình thường
thường chờ nhau những ngày mưa ngâu, chung nón che mưa nói chuyện ban đầu. Em viết câu thơ khi đẹp muôn màu, mình nào nghĩ đến thương đau, nào hay chia bên con tàu. Buồn hơn những ngày xa nhau, hai đứa hai nơi cùng một tâm sâu. Em hỡi bên đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũng đã đi đâu để cho duyên lỡ nhịp cầu. Xin phép được dừng video test ở đây. Thì trước đầu này bên em bán mức giá là 1 triệu đồng, em bao với ship toàn quốc cho là chuyển đủ tiền. Bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Số điện thoại là 0907 23 269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.